Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 9, Trường Tiểu học Lương Định của tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc Nguyễn Duy, Trưởng Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoàng. Trường Tiểu học Lương Định của hiện có tổng số 30 giáo viên, cán bộ, nhân viên, trong đó có 23 trên 23 giáo viên đạt chuẩn đào tạo, có 2 điểm trường với diện tích là 4.220,6 m2, trang bị đầy đủ các phòng học và phòng chức năng, khuôn viên trường rộng thoáng mát, đảm bảo sân chơi, bãi tập cho học sinh, học tập vui chơi. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98,1% trở lên. Song song với các hoạt động giáo dục văn hóa, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tổ chức thực hiện luôn đạt kết quả cao. Đặc biệt, năm học vừa qua, nhà trường vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa đảm bảo chương trình mục tiêu giáo dục. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của thầy và trò nhà trường, chất lượng giáo dục toàn diện của trường đảm bảo mục tiêu đề ra. Kết quả năm học qua, trường có 100% học sinh có năng lực, phẩm chất tốt và đạt. Học sinh có học lực xuất sắc và vượt trội đạt 37,57%. Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 97,7%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hiệu quả đào tạo đạt 98,78%. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn duy trì và phát triển. Các thầy cô giáo luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say, tâm huyết với nghề và tận tâm vì học sinh thân yêu. Trường được đánh giá xếp loại chất lượng, trường học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trong năm học mới này, nhà trường được vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Mỹ đã trao tặng 50 phần quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, nhằm động viên khích lệ các em cố gắng học tập đạt thành tích cao trong năm học mới.